bánh xèo nữa là bánh xèo trước mặt Lý Thu ạ. Cả một ạ, cho để nó không biết em là mua bánh xèo chỗ khác. Trước mặt Lý Thu hả? Ngay A1. A1. Đó, đường A1 là nó biết. Quảng cáo. Bánh xèo của cô Hai Giang Ngọc đeo vàng đầy tay hết. Bánh xèo ở đâu? Bánh xèo cô Đông à. Cô Đông Giang Ngọc hả? Nhưng mà mỗi lần ăn là cái luôn à. Ngồi ngoài đường rồi xét cực khổ xeo vàng ngọc. Mỗi lần ăn là cái một. Còn bánh xèo kia thì một cái ăn nhiều lần. Bánh xèo kia to quá mà. To quá. À vậy là hồi nãy con đi ra chỗ bánh xèo. Đây xin giới thiệu mọi người một cái xe bánh xèo. Đây là bán giá sao cô? Ký 40. Ký 40, còn cân ký. Ký vậy hả? À, ký vậy á. Bánh xèo mà bán ký hả? À bán ký, cái này con hai nha chứ bộ. Ở Sài Gòn rồi nó nhiều. Mua vô liên tục ký cái này đó. Mày ký này đó cầm lên nè. Đấy lầm ký nè, ký nè, ký nè. Đẹp lắm em hả? Đẹp lắm em chị. Ký nè nè. Rồi đây, chơi đó, mắm kè đấy. Nè mắm kè. Ăn mắm kè hả? Bánh xèo ăn với mắm kè. Ồ, cái này đậu lái ra lái ra la, ăn đậy ăn ra miếng thôi. Ngon lắm. Nó quá vậy. 1 ký 40. Ừ, rồi, chờ chị chứ bộ. Có cô mua 15 ngàn vậy là khoảng lưng lưng nửa ký. 15 lấy mắm gì vậy em xíu mắm lên đi. Rồi. Này mà mình muốn ăn nhưng mà không có bàn ăn ta. Nếu hồi thì chỉ có bàn chứ mà do nó đuổi quá. Đuổi quá bây giờ dẹp mấy cái bàn luôn. À dẹp luôn, bán mang đây luôn. Tới ngày dịch tới giờ luôn. Dạ. Trời ơi, đây kêu được mấy cái bàn cho đây hay quá. Đây có hai loại mắm này, mắm kè, mắm hai chục, chả rem hai chục, rem ngon, rem giòn. Thường là người ta ăn bánh xèo với nước mắm, đây soi cho mắm nêm, mắm nêm ăn đậm đà hơn ha. Thứ tiền. Quá chị bán cái nửa ký luôn. Bánh xèo thường ăn với nước mắm chua ngọt. Chua ngọt là bánh xèo giòn á. Dạ. Còn đây là bánh xèo mềm á. À, còn đây là bánh xèo giỏ. Đây còn là bánh xèo giỏ. Dạ. Xèo giỏ là không có ruột á. Không có ruột, có cái vỏ không á. Nếu người miền Trung ở Quảng Ngãi thường là lúc bánh xèo này. À. Bán đắt quá không cần bàn luôn. Cứ bán bàn đây vậy chứ giờ mình không có chỗ á. Không có chỗ rồi cái người ta đuổi vừa quét cứ bán cái này thôi. Dạ. Mấy giờ là mình bán chị? 5 giờ sáng là chị dọn. Ờ, 5 giờ sáng. 6 giờ chiều. Bán cả ngày luôn. Đây là nằm ngay tại chợ. Bữa nào cô cũng ghé mua luôn. Dạ, bữa nào có rồi cái tặng luôn ghét ha. Trời ơi, ngày nào cũng ghé mua bánh xèo nhỏ này hết rồi. Đây là nằm chợ gì cô? Chợ lớn. Chợ lớn Pleiku. Chợ Pleiku. Lớn. Trung tâm thương mại. Chợ trung tâm thương mại. Chỉ có là bột gạo xay ra pha với hẹ. À, đó. Dạ, với hẹ. Sức hẹ thêm nữa. Dạ, với hẹ thôi. Đây làm gì vậy? À, cái chỗ hẹ luôn táo đây làm tiêu quay gì vậy hả? Ừ. Đâu ra đây đi nhà bé hả? Dạ Sài Gòn bên. Sài Gòn lên đi. Chơi ăn bánh xèo. Bánh xèo chỗ đó không có chỗ ngồi. Bây giờ buồn á không có bạn luôn. Chạy quá. Tao lấy mèn mèn. Bây giờ cái sạn ăn. Ồ mùi vô lắm cho vô lắm. Vô thành đất hồng lại mình ăn chứ. Đồ. Bốn cái chảo làm liên tục luôn á. Đúc để trên này mình đúc là lằn nó xuống dưới. Hiện nay chiêu chơi khác người không trời. Hai cái bếp ga. Dạ ngồi đổ từ sáng biết tới chiều vậy. Lửa nóng nhưng mà da vẫn đẹp ta. Là cô chùm lại cho đỡ nó khỏi nguội. Cái này ước chừng nửa ký không? Hả? Cái này cái tôi cái dĩa đó. Cái dĩa đây hơn 1 ký đó. 1 ký. Cái này cỡ hơn 1 ký.
xíu nữa mình cân lại nữa. Đó, cái đó mình cân lại chứ còn ở đây cân rồi nè. Mình có ước chừng là 1 kg là bao nhiêu cái không cô? Cỡ mấy cái? 30 mấy cái. Nghe cái cô kia nói cái bánh xèo gõ ở đây ngon lắm. Mấy quý này mà, mấy chục năm chứ. Mấy chục năm. Nghiệp gì đâu. Làm chợ mà ăn thiệt rồi. Ăn mấy chục năm luôn. Trung bình là đấy là khoảng 20 giây là một cái bánh. Một phút là mấy đi lìa hả? Một phút làm được mấy cái cô? Một cho con tính 5 cái đi. Vậy là mất khoảng một tiếng hồ cỡ 4 kg vậy. Tiếng hồ 4 kg. Một ngày bán 12 10 tiếng là 40 kg rồi. 40 kg bột. Đứng ra tính nữa. 40 kg bột. Không 40 kg bánh á. Thì bột thì khoảng chị gạo thì chắc khoảng 20 kg gạo quá. Gạo nó ít hơn nữa. Chứ mẹ có thì ớt thì đắt thế. Tùy hơn. Mà mùa mưa càng mưa là khách càng đông. Bánh xèo là khách mùa mưa. Đây ram đây là nhiêu một bịch kia? 20 ạ. 20 ngàn một bịch đây. Ram Bình Định. Có là người Bình Định hả? Có ở đây chứ, ba mẹ ở dưới đó là mình sinh ở đây. Ừ. Lên này lâu rồi ha. Làm gì quen quá. Thật ra thì này khoảng cái là không có thêm cần nhân với giá nhiều. Đây là bột đơn giản thôi. Cái bột mà ăn có mắm vậy. Người ta mua về nhà ta thích làm nhân, người ta thịt đồ vô. Nó đỡ dầu á. Sao mình không đổ hay mà gọi là có nhân nữa cô? Không, giờ đây người ta ăn chay hả? Bánh đây có người ăn chay á. À, bánh đây là bánh chay ha. Ừ. Đỡ có người ăn chay là đổ lỡ nó lộn, nó tổn. Ở chợ này thì bao nhiêu quầy bán bánh xèo như vậy cô? Đâu nhiều. Xèo giỏ như cô á? Ờ, cũng có nhiều. Vậy là tính làm thêm hai cái bếp lớn nữa kìa. Hai bếp lớn là bếp chú chiên. Chú chiên. Chú chiên. Bán theo ký. Đây nếu mà mọi người có muốn ăn bánh xèo giỏ thì tới chợ lớn ngay tại thành phố Pleiku ở phía sâu bên hông khu vực bán quần áo á, sửa chữa quần áo á. Ghé mua 20 ngàn nửa ký ăn đủ một người. Một người mà nửa ký ăn hai người. Hai người luôn hả? Vậy 1 kg là ăn 4 người. 4 người cũng được, mà 5 người cũng được. Vậy là mỗi phần ăn là 10 ngàn thôi. À, chứ dạ. Ăn nhiều, thơm cũng có người ăn nửa ký, mà ít hơn lắm. Có nhiều ít, cũng có người ăn nhiều. Ừ. Cho cô cái chén cho mấy chú ăn kia con. Cái để đó kia nó quay hoài mà nó không ăn được đây. À, đúng rồi. Lấy cái chén. À, chén mấy đồ đũa ra đây. Này là cô bốc ước chừng được nửa ký đúng rồi. Bây giờ bánh xèo hả em? Bánh nêm hay nước mắm? Bữa nay ăn bánh xèo mắm mắm cà coi sao. Bà nêm hơn nửa ký. Hơn ạ. Bà nêm cà ăn cà ký cà mới được. Rồi là ớt tỏi. Đấy, như vậy thôi. Mình tự pha công thức ra luôn. Rồi, được, cũng ngon. Đường, đường, đường. Kia nó quay thấy giờ không được ăn sao để ăn.